Trần và Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề quý vị quan tâm trên mạng xã hội, có thể đó là vấn đề thời sự và cũng có thể nói là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay tôi lại mượn một câu chuyện đang lùm xùm trên mạng xã hội và kể cả một số những báo lá cải tại Việt Nam liên quan tới à, một nghệ sĩ được xem là khá tên tuổi và được xem là một người à, vẫn được hôm trước tôi có làm một cái số những cái thoát show và họ cố tình phong thánh cho anh tức là nghệ sĩ Vũ Linh nghệ sĩ Vũ Linh qua đời mấy tháng này và quý vị câu chuyện của anh vẫn chưa chấm dứt bởi vì À, gần như là trước đó tôi đã nhìn ra được cái vấn đề là cố tình phong thánh cho anh rồi sau đó sử dụng tên tuổi của anh để mà trục lợi thì quý vị do đó tôi đã làm hai cái talk show để phân tích cho quý vị thấy rõ là cái chủ nghĩa bày đàn ở trong nước do cái nhà nước cai trị nó đưa ra và rất nhiều người đã lợi dụng cái chủ nghĩa bày đàn này để trục lợi đặc biệt là khai thác về xác chết quý vị có thể nói là bắt đầu từ lúc mà đại dịch bùng nổ cho tới bây giờ Đại dịch bùng nổ cho tới bây giờ Thì có rất nhiều những cái cảnh rất là tan thương Bởi vì có một số những người có tên tuổi Dù là những người đó là những bậc trí thức Dù là những người đó là những nhạc sĩ Những nghệ sĩ đã bất ngờ qua đời Do cái trận đại dịch bắt nguồn từ năm 2020 Thì quý vị, từ thời điểm đó Thì tôi có thể nói rằng là cái dịch mà tìm cách gọi là khai thác những xác chết bán quan tài này nó đã trở thành một cái dịch vụ mà không phải chỉ ở trong nước mà ngay cả hải ngoại cũng đã làm và trước đó quý vị tôi đã từng đụng độ độ khá mạnh với một ông tỷ phú cũng liên quan tới một người chiến hữu của chúng tôi quý vị và tôi cho quý vị thấy được cái kết quả của kẻ lợi dụng xác của anh bây giờ như thế nào ok quý vị à, cách đây khoảng 4 năm Lúc đó thì quý vị cũng biết là ông tỷ phú đã nộp đơn kiện tôi. Và thời điểm đó thì quý vị rất nhiều những ga ông ta đã công kích rất nhiều những bạn bè của tôi ở Nam California. Đặc biệt là các bạn bè trong cái lĩnh vực chính trị, tức là các dân cử. Từ Tạ Đức Trí cho đến Cha Liên Nguyễn Mạnh Trí, Trần Thái Văn, Thái Lê Diệp này nọ quý vị. Tất cả đều bị ổng lên án và ổng chửi rất gay gắt. Cùng thời điểm đó thì quý vị bất ngờ một chiến hữu của chúng tôi qua đời đó là lý tống một sĩ quan không quân và cũng là một người chống cộng sản cho tới hơi thở cuối cùng anh đã làm những chuyện mà không ai làm được trong cuộc đời của anh kể cả chuyện mà cướp máy bay từ thái lan qua việt nam và rải truyền đơn và bị tù ở tại thái lan vân vân thì quý vị khi lý tống qua đời thì một số những kẻ ham ăn ham uống ham lợi đã xum xuê bên cạnh của ông tỷ phú này và xúi ông tỷ phú này mua đất để mà chôn các ảnh. Thì sau 4 tháng làm ầm ĩ lên lợi dụng cái xác uh, chết của Lý Tống để làm ầm ĩ để mà quảng bá tên tuổi của mình. Không có lấy một cái bia mộ. Đích thân tôi đi chung với Ngô Kỷ ra ngoài uh, Big Family, gần kế bên Big Family thì đúng hơn. Cái uh, cái nghĩa địa nó nằm sát bên Big Family. quý vị, chúng tôi không kiếm ra được mộ của Lý Tống bởi vì không có một cái bia mộ nào hết may là chúng tôi phải vào trong cái cái văn phòng của nghĩa địa đó thì chúng tôi mới kiếm ra được tên của lý tống và xác định ngôi mộ lúc đó tôi với ngô kỷ mới tới thắp nén nhang ngay sau đó tôi đã có một cái bài viết để mà chỉ trích những kẻ tung hô anh lý tống mà không có lấy một cái bia mộ thì quý vị ngay lập tức sau phần sau khi mà tôi đưa cái bài đó lên thì ngay lập tức là cháu của lý tống tức là cái cô mà bây giờ là vợ của duy hùng tức là con dâu của cố nhạc sĩ phạm duy đó cô này là cháu hờ của lý tống đã bắt đầu nối kết lại với với lại ông tỷ phú để làm một cái bia dành cho lý tống nhưng cái bia này nó cũng không phải là một cái bia bình thường nữa quý vị nó cũng phải lăng xê tên tuổi của ông tỷ phú tôi mời quý vị xem cái tấm bia mà ông làm để mà cho quý vị thấy rõ là cái trò mua danh trên xác trên người chết như thế nào quý vị ở đây đây là cái bia của lý tống mà ông ta đã làm trong đó quý vị mạnh thường quân tên của ông đây rồi để tên của những mạnh thường quân vào trong cái bia mộ luôn tức là quý vị biết là cái trò mua danh này là nó tệ hại tới mức độ nào quý vị thấy lắp một cái bia mà trong đó phải đề tên của mình vô trong cái bia này thì quý vị, đó là cái hành động của ông tỷ phú đối với lại một chiến hữu của tôi là chiến hữu Lý Tống. Và kết quả sau mấy năm kể từ khi cái vụ ồn ào đó xảy ra và kể từ khi thua kiện tôi ở trong cái uh, vụ kiện đó quý vị. Thì bây giờ kết quả của ông tỷ phú này như thế nào? Quý vị, mắc nợ cùng mình. Ngay cả thiếu của Sở thuế gần 60 triệu Mỹ kim vẫn chưa trả, chưa biết ngày nào tài sản của ông sẽ bị kéo sạch ngay cả xưởng rượu cũng đã bị chủ nợ kéo đi cái xưởng rượu mua khoe khoang dạo trước quý vị còn nhớ thì đã bị chủ nợ kéo luôn cái xưởng rượu rồi và gần như là cái nhà của ông ta bây giờ có thể sẽ bị kéo bất cứ giờ phút nào coi như ông tỷ phú thân bại danh liệt ở cuối đời khi mà lợi dụng xác người chết để mà lăng xê tên tuổi của mình rồi trường hợp thứ hai tôi nói với quý vị đó là trường hợp của một người đồng tuổi với tôi từng là bầu xô nổi tiếng từng là bầu xô nổi tiếng và từng có một dạo sinh hoạt chung với tôi nhưng mà rồi quý vị đã có một cái hướng đi khác khi mà anh chàng này đứng ra binh vợ cho cái việc mặc áo cờ đỏ sao vàng rồi sau đó anh ta nhảy ra làm youtube cũng gây đi khai thác tất cả những cái hầm cầu của nhà người khác để mà kiếm view, kiếm khách. Kết quả quý vị, khai thác cái đám tang của Chí Tài. Khai thác cái đám tang của Chí Tài tới mức mà gia đình Chí Tài, tức là chị dâu của Chí Tài là chị Minh Phượng đó, một trong những bà chị rất là thương tôi. Và anh Chí Thiện, anh ruột của Chí Tài đã gọi điện thoại nói với tôi là không ngờ nó bữa tới mức như vậy. Khi mà cái xác Chí Tài được đưa từ Việt Nam về Hoa Kỳ, thì cái nơi mà lo đưa cái xác về, họ thông báo cho gia đình biết là không cần ra phi trường đó. Bởi vì họ sẽ thắt ke từ đầu tới cuối và còn có cảnh sát phải giám sát cái xác uh, và kiểm tra nữa quý vị. Thì gia đình tuân tuân thủ tất cả những cái quy định theo cái luật lệ của Hoa Kỳ và theo cái yêu cầu của nhà hoàng nơi mà lo cái xác của trí tài vậy. Thì quý vị, quý vị có tưởng tượng là ông bầu show này ra tận phi trường nói láo với lại nhân viên ở tại phi trường là thân nhân của trí tài để sen vào đó cầm máy thu hình và chụp hình cái quan tài của trí tài ở ngay tại phi trường quý vị nó bựa tới mức như vậy và trong cái đám tang của trí tài trước đó tôi có cảnh cáo cô tô ngọc thủy tại vì tôi thấy cái tình trạng ở trong việt nam youtuber chen chân đi thu hình tùm lum hết thì tôi nói rằng đừng để cái đám tang của trí tài nó trở thành một nồi cháo heo bên mỹ thì cô lúc đó cô tô ngọc Thủy bên Thúy nga là người à, cùng với việt hương là những người mà đứng ra lo cái tang lễ của chí tài quý vị có tưởng tượng rằng là chính à, tô ngọc thủy gọi cho tôi biết là sáng sớm 7 giờ sáng khi mà nhân viên của công ty thúy nga và việt phết ra set up cái dàn camera để chuẩn bị cho cái tang lễ đó quý vị thì ông bầu xô này đã treo sẵn mấy cái camera trên cục điện rồi lén treo tất cả những cái camera trên cục điện để thu hình cái tang lễ của trí tài tức là khai thác xác chết một cách tận tình luôn quý vị và kết quả sau trận này thì cả một cái channel của anh ta banh xác luôn bên youtube người ta tẩy chay và người ta không thèm xem nữa và bây giờ phải đi bưng bô cho việt cộng phải đi bưng bô cho vinh phát phải đi bán hàng đa cấp và làm mấy cái trò eb file để kiếm tiền thì quý vị đây là kết quả của cái trò khai thác xác chết chưa đâu. Không phải anh chàng này mà ngay cả trung tâm Thúy Nga. Quý vị, ngay từ cái mà, cái chết của cố nhạc sĩ Lam Phương. Sau đó tới cái chết của Chí Tài. Rồi tới cái chết của em trai của Như Quỳnh. Rồi tới cái chết của Phi Nhung. Tất cả đều được cả Việt Phép và trung tâm Thúy Nga khai thác tận tình. Họ khai thác cái những cái chết này một, một cách triệt để độc quyền thu hình luôn mà quý vị kết quả thì quý vị họ hốt được một lượng view khổng lồ ở trên cái trang youtube của họ nhưng kết quả bây giờ trung tâm thúy nga chạy cơm từng bữa tức là sau cái show của thái lan nguyễn ngọc ngạn chia tay khán giả thì coi như đuối luôn không làm nổi show nữa các đại gia mà thường bảo trợ cho công ty thúy nga ở các cái show thu hình lớp thì bị bắt giữ lớp thì khai phá sản thì quý vị kết quả của những cái trò gọi là khai thác xác chết Nó đã trở thành một cái hiện tượng trong mấy năm nay Kể từ khi mà đại dịch bùng nổ và vừa chấm dứt vừa qua Quý vị họ sử dụng những cái chết của những người nổi tiếng Để mà à, đi đến thu hình rồi làm đủ trò hết Tôi xưa nay channel của tôi không có Ngay cả gia đình của tôi Bà xã của tôi là rất thân với chú Lâm Phương Mà chúng tôi cũng chỉ lén thắp một nén nhang ở trong nhà thôi ngay cả cái người mà qua đời được xem là chơi với Phượng Mai từ nhỏ tới lớn Đích tay cắm cái trăm uh, cài lên đầu Phượng Mai lúc còn có mấy tuổi bắt đầu bước chân vào ngành hậu quả, Chiên Ngọc Đáng, chúng tôi cũng viếng thăm thắp một nén nhang đi về, không bao giờ quý vị thấy trên channel của tôi, trên channel của Phượng Mai mà thu hình những cái buổi tang lễ, thu hình của nghệ của uh, các nghệ sĩ ở trong tang lễ trên các cái channel của chúng tôi, vì mình không có chủ trương mình kính trọng mình chia sẻ, mình chia buồn bằng cái lời nói đủ rồi. Không cần thiết phải làm những cái trò đó. Và quý vị, chúng tôi không đồng ý cái chuyện mà khai thác xác chết. Mà ngày nay tôi gọi là ngày bán quan tài. Tại sao tôi gọi là ngày bán quan tài? Là bởi vì cách đây nhiều năm, cái tờ báo bây giờ mà quý vị chửi nhiều nhất sống bằng ngày bán quan tài. Đó là tờ báo người Việt. Lúc mà những tác giả của những tác phẩm nổi tiếng Việt Nam còn sống thì họ không thèm nhắc tới, họ không mời tới tà báo, họ không mời một ly trà, một ly rượu đỏ hay là có cái event nào đó mời người ta tới cả. Thậm chí họ còn tránh người ta ra nữa. Nhưng khi người ta vừa nằm xuống là nó viết bài lăng xê tùm lum hết rồi cuối cùng nó mang tác phẩm người ta nó in trở lại nó bán ra ngoài. Đây là trò buôn quan tài của báo người Việt suốt mấy chục năm. Đặc biệt là trường hợp của Duyên Anh Vũ Mộng Long, người anh kết nghĩa của tôi năm 90, à, 96 năm 96 tôi nhớ năm đó 96 hay 97 thì lúc đó anh Duyên Anh Vũ Mộng Long tỉnh rồi sau khi mà anh bị hành hung ở cái Bonsa Minimo anh trở về Pháp đó bị bán thân bất toại đó quý vị thì anh trở qua Mỹ thì lúc ảnh trở qua Mỹ thì tôi có gặp ảnh và cái đêm đó chúng tôi gặp nhau thì ảnh kết nghĩa mà uống cả mấy chai đồ đỏ thì quý vị báo người Việt không thành ngó tới không mời anh tới nói chuyện về những cái giai đoạn sinh hoạt của anh. Nhưng khi mà anh trở về nước Pháp và tháng Giêng năm sau thì anh qua đời. Tức là anh trở về nước Pháp xong rồi anh hẹn với tôi là tháng 10 anh qua lại để giúp cho Nguyễn Thụy Minh Ngữ làm tờ báo, làm lại tờ báo. Nhưng mà bất ngờ anh không qua và cho tới tháng Giêng thì chúng tôi được báo là anh qua đời. Thì quý vị, ngay lúc anh vừa qua đời là họ tổ chức tưởng niệm âm ầm ầm âm lên họ làm giống như là duyên anh họ làm giống như là họ thân thiết với duyên anh lắm rồi cuối cùng đem hết tác phẩm của duyên anh in lại đi ra bán cái trò khai thác xác chết cái trò khai, khai thác quan tài bán quan tài này nó đã được sử dụng rồi quý vị rồi bây giờ tôi đã cho quý vị thấy kết quả của những kẻ khai thác xác chết từ ông tỷ phú cho tới tên bầu xô và kể cả trung tâm thúy nga thì cái vị cái nghề bán quan tài buôn xác chết này đó nó không có thọ ngay cả tờ báo người việt bây giờ gần như là bị cả một cái cộng đồng nó tẩy dây gần hết rồi đây là hậu quả của những cái trò buôn xác chết bán quan tài bây giờ chuyện này lại xảy ra trên mình của vũ linh cái vị ngay khi mà vũ linh vừa qua đời thì tôi đã ngửi được cái mùi y trang như vậy và tại vì đã có kinh nghiệm trước từ cái vụ của Phi Nhung, em trai của Như Quỳnh, Chí Tài cho tới uh, cố nhạc sĩ Lâm Phương. Thì mình đã thấy được rồi. Và tôi làm một cái bài nói chuyện để mà giảm đi cái tình trạng gọi là thổi phòng, phong thánh cho nghệ sĩ. Và ngay lập tức quý vị, cái đám mà nó có âm mưu sử dụng cái này để trục lại đó, nó lập tức mở diễn đàn chửi tôi như, như tát nước luôn. Nó chửi tôi như tát nước luôn. Và tôi cũng không nói gì hết Tôi chỉ làm cái đó là tôi cảnh báo trước thôi Và y chang quý vị Ngày hôm nay Chính con gái nuôi của Vũ Linh Là Võ Hồng Loan Được Vũ Linh nuôi từ bé tới lớn Đã phải lên tiếng Cổ không hề dính dự gì Cho tới các cái tiền phúng điếu Tiền xây mộ Và cổ cũng nói rất là rõ ràng Là ngay từ lúc Vũ Linh lâm trọng bệnh Rũ Linh đã không muốn làm phiền bất cứ một khán giả nào. Không gây quỷ, không nguyên tiền, không làm bất cứ điều gì hết. Bởi vì cái quan niệm của Vũ Linh bảo thủ. Không muốn mang nợ của bất cứ một ai khi chết. Thì sau này, bây giờ quý vị thấy, cô bé Hồng Loan này lên tiếng cô nói. Cô nói rằng là ba của tôi lúc còn sống không có làm phiền khán giả ngoại trừ uh, trình diễn bằng các cái tác phẩm của mình, bằng sân khấu để phục vụ cho khán giả không bao giờ hỏi khán giả bất cứ một điều gì, rồi lúc mà bị trọng bệnh cũng không làm phiền tới khán giả cho tới khi qua đời. Mà cổ cũng nói rất là rõ giống như cái ý mà của Vũ Linh đã từng nói là không muốn mang nợ khi về bên kia thế giới. Thì quý vị, cái đám tự xưng là cháu và là em của Vũ Linh cấu kết với lại một số những kẻ mà đến ăn nhờ ở đậu trong nhà của Vũ Linh. Bắt đầu là gây quỹ bắt đầu lại không cái gây quỷ mà là lấy tiền phúng điếu rồi lấy tiền luôn của BS Media tức là tên Nguyễn Hải Bình để mà nó độc quyền thu hình cái đám tang của Vũ Linh rồi quý vị chưa hết nữa rồi đó, tiền xây mộ khán giả góp vô cho tới giờ phút này cũng chưa biết đi về đâu rồi tiền phúng điếu khán giả cho cũng không biết đi về đâu trong khi cô bé Hồng Loan nói cổ không dính dự một đồng một cách nào trong cái tiền đó hết và quý vị Họ khai thác cái chết của Vũ Linh Mà trước đó tôi đã cảnh cáo rồi Đừng phong thánh cho Vũ Linh Vũ Linh là một nghệ sĩ Vũ Linh có một chỗ đứng rất vững chắc Ở trong cái làng cổ nhà Và hồ quảng ở miền Nam Việt Nam Nhưng cố tình phong thánh Kích động đám đông Để mà bắt đầu lợi dụng cái đám tang Khi Vũ Linh chết để trục lại Bây giờ nó lòi ra Chưa kể quý vị cô con cô hồng loan này là cái cô bé được nuôi từ bé tới lớn chứ không phải là lớn rồi mới nhận về nuôi vũ linh nuôi từ bé tới lớn luôn và mang cái họ của vũ linh luôn họ võ mang cái họ võ của vũ linh luôn tức là cổ giống như là đứa con ruột bây giờ cái nhà của vũ linh để lại hai mẹ con của người em vũ linh là hồng nhung hồng phượng bây giờ còn muốn đuổi cổ ra khỏi nhà luôn thì quý vị cái chuyện này thì cổ nói là để pháp luật đã làm việc cổ không có can dự tới tại vì trên mặt pháp lý cổ là con nuôi có họ của vũ linh đàng hoàng thì tôi chưa biết là cái tòa cộng sản nó sẽ xử như thế nào nhưng ở đây tôi đang nói tới những kẻ đang khai thác xác chết và cái dịch vụ gọi là khai thác xác chết này nó lan rộng cả việt nam ra tới hải ngoại cứ có một cái đám thang nào là cả đống facebooker tiktoker, youtuber bu vô cho một đống Bu vô cho một đống thâu hình khai thác đủ kiểu để mà kiếm view Rồi chưa kể quý vị lợi dụng cái tính chất gia đình Để mà lấy tiền phúng điếu rồi quyên tiền xây mộ tất cả mọi thứ này Thì quý vị thấy rồi đó nó đã diễn ra ngay trong cái sau khi mà Vũ Linh qua đời. Trong khi những nghệ sĩ khác họ thấy ồn ào quá họ né cho đến lúc mà họ đợi cái đám đông nó vơi đi rồi họ mới từ từ tới đó họ thấm một nén nhang thôi tôi đã thấy rất nhiều những nghệ sĩ có ý thức họ không chạy theo đám đông họ đợi cho cái đám đông tan hết rồi họ âm thầm tới thắp nén nhang cho vũ linh bởi vì những nghệ sĩ đó hiểu rõ con người của vũ linh họ hiểu rõ con người của vũ linh không muốn những cái đám đông ồn ào như vậy không muốn cái đám đông ồn ào cái kiểu mà giống như là à, như một cái chợ vậy Do đó quý vị họ né hết Và họ chỉ tấp, tới thắp nhang lúc mà Cái đám đông lắng dịu xuống thôi Nhưng còn lại là một đám Nhào vào khai thác đủ kiểu Kể cả những nghệ sĩ mới vào nghề Hay vào nghề à, được 5, à, 10 năm, 20 năm, năm vì gì đó Hay là có những cái à, liên hệ Có những cái diễn chung với Vũ Linh Là bắt đầu khai thác đủ kiểu Hình ảnh khai thác đủ kiểu Và bây giờ quý vị Sự thật nó vẫn là sự thật Cuối cùng quý vị tôi đã đoán trước rồi Tôi biết trước sau cũng sẽ có cái màn xảy ra chuyện này Và y chang Bây giờ là tới phiên cô con gái ít nói nhất của Vũ Linh đã lên tiếng Nhưng mà đám này nó vẫn còn nghĩ rằng là nó trục lại được Nó không nghĩ tới cái hậu quả tôi vừa kể Một ông tỷ phú bây giờ coi như là thân bại danh liệt Mất hết tài sản đang bị nợ đòi Một trung tâm lớn nhất ở hải ngoại Bây giờ bò không nổi Một ông bầu xô có tiền bạc và thực từ, từng uh, khoe khoang rất nhiều ở trên youtube trên facebook bây giờ tàn tạ một tờ báo được mệnh danh là lớn nhất ở uh, của người việt ở hải ngoại bây giờ gọi là tan xác hết tất cả chỉ vì khai thác sát chết bán quan tài và bây giờ quý vị nó vẫn chưa có những kẻ ý thức được vẫn lao đầu vào bây giờ mà lỡ có một tên tuổi nào chết thì y chang quý vị nó sẽ làm ẩm ầm y chang giống như cái đám tang của Vũ Linh nó sẽ làm ầm ầm y chang như cái đám tang của Phi Nhung quý vị chuyện này là cái chuyện tôi nói quý vị là từ khi mà đại dịch mà bùng nổ đó quý vị nhiều người không có ra đường được phải ở trong nhà thì ở trong nhà ngoại trừ những cái truyền hình tuần túy ra họ lên YouTube coi thì khi lên YouTube đó quý vị bắt đầu là đám này khai thác cái platform này rất là nhiều nó bất chấp tất cả đạo đức nó bất chấp tất cả mọi cái quy tắc miễn làm sao nó có view ra được và đứng đầu chính là tên Nguyễn Hải Bình của BH Media đó. công ty có trụ sở đặt tại cầu Giấy Hà Nội đó quý vị nó khai thác hết cái trò này tôi nói quý vị chúng ta không có xưa nay ngày xưa khi mà nghệ sĩ qua đời cùng lắm anh chị em nghệ sĩ tụ lại thắp nén nhang đưa tang tiễn biệt rồi thôi không có làm ầm ầm không có thổi phòng không có phong thánh không có những cái trò đó nhưng kể từ khi đại dịch bùng nổ thì quý vị cái trò này nó được lan động không những trong việt nam mà bây giờ ở hải ngoại nữa và cái đám mà gọi là sử dụng youtube kiếm tiền nó, nó bằng mọi cách để nó kiếm view nó kiếm view để nó kiếm tiền nó làm đủ mọi cách nó bất chấp cái quy tắc của cái platform nó bất chấp cái quy tắc đạo đức nó làm đủ trò hết và quý vị thấy đó nó bây giờ nó còn ký với là bs media độc quyền phát hình đám tang vũ linh rồi bắt đầu có những cái nhận tiền nhận bạc tùm lum hết anh mình chết mà nó còn như vậy thì quý vị nghĩ đi anh ruột của mình đó. mà vũ linh nó thẳng một câu cả cuộc đời của Vũ Linh kiếm tiền rất nhiều. Nhưng mà bị cái đám em này á nó làm cho tán gia bại sản hết. Đám này cờ bạc rồi mượn nợ tùm lum, lần nào Vũ Linh cũng phải đi trả nợ. Cho tới lúc mà không có nhà cửa ở, Vũ Linh phải rước về cho ở tạm trong nhà. Bây giờ Vũ Linh vừa nằm xuống thôi là nó chực đuổi luôn con của Vũ Linh ra ngoài đường. Cái đám ăn bám theo tên tuổi của Vũ Linh nó thổi vũ linh thành thánh để nó trục lợi quý vị thấy rồi đó đây là cái trò tôi nói là rất là mất dạy trong cái văn hóa mà tôi nói là nó không những trong việt nam bây giờ nó lan tới hải ngoại luôn bây giờ nó lan tới hải ngoại luôn bây giờ chỉ cần có một người nào tên tuổi chết một cái là nó bu vô đông như kiến nó khai thác đủ kiểu quý vị đây là cái trò rất là bữa và là một cái văn hóa rất nguy hiểm nó giống như là một đám zombie bày đàn. Cứ có chỗ cái là nó tụ lại cho đông rồi nó tan hàng. Nó làm cho mọi việc gọi là xáo trộn lên rồi nó tan hàng. Nó làm cho cái giới trẻ trong Việt Nam trưởng thành sau này xem đó là chuyện bình thường. Xem đó là cái chuyện ôi xã hội nó vậy. Nhưng nó không biết được là trước đó chưa hề có những cái chuyện này. Đám tan là cái nơi trang trọng nghiêm túc, nghiêm trang thì nó biến thành cái trò cái trò khai thác khóc lóc kể lể diễn tuồng một số nghệ sĩ đứng ra đó diễn tuồng đó quý vị thấy từ cái đám tang vũ linh đám tang phi nhung đám tang của chí tài của chú lam phương và kể cả em trai của như quỳnh nó đứng ra nó diễn tuồng giống như là nó là thân thiết từ đời tắm bánh nào rồi đó Như bình thường cái mấy năm chưa chắc gặp nhau một lần mà khóc lóc chỉ để làm gì chỉ để kiếm view thôi rồi á ai nói chuyện gì nó cũng xen vào á quý vị đây là một cái trò, một cái trò tôi nói là rất bựa nó biến thể từ một cái ý niệm về muốn khai thác và muốn kiếm thêm khách muốn kiếm thêm view trên mạng xã hội mà nó trở tỏ ra bất chấp thủ đoạn bất chấp tất cả cái đạo đức bất chấp cái ý nguyện của người thân quý vị còn nhớ cái hôm đám tang vũ linh không nó đạp lên mộ người khác luôn rồi nó nhân danh là khán giả rồi những tên youtuber, những tên tiktoker hay facebooker là khai thác đủ kiểu Rồi ngay cả người trong gia đình cũng lợi dụng cái đám tang này bán cái độc quyền video để kiếm tiền Rồi xong rồi lấy tiền phúng điếu Rồi bây giờ gây quỷ kiếm tiền để xây cái mộ Không biết đến bao giờ dân Việt Nam mới tỉnh Mới không bị kéo theo cái chủ nghĩa bài đàn này Ngay tại hải ngoại mấy năm, Mười mấy năm trước cũng vậy cứ nghe người bị tị nạn ở Thái Lan người tị nạn chỗ nào bị là dồn tiền cho mà không biết đồng tiền đó đi về đâu không biết sử dụng đồng tiền được được sử dụng như thế nào và mấy năm nay kể từ khi ông Trump lên thì người Việt bắt đầu tỉnh hết rồi họ không đóng góp cho những cái quỹ xà bát này nữa năm nào bảo lục của miền của miền Trung cũng trở thành cái công cụ kiếm tiền cho cái chế độ cai trị năm nào cũng vậy hết rồi bây giờ quý vị đám ở hải ngoại cũng là một cái đám ma bùn chỉ bu vào những cái sự kiện, những cái biến cố để mà khai thác kiếm tiền thôi. Từ bảo lục xây chùa cho tới cứu người tị nạn ở Thái Lan. Để đục khoét tiền của những người khác thôi. Nó sống bằng nghề này. Quý vị có thể gọi nó là những con kênh kênh cũng đúng. Những con kênh kênh ăn xác người chết. Và nó nó đúng cái bản chất của những tẻ này. Khai thác xác chết. Rồi quý vị, khai thác thân phận bèo bọt của người tị nạn khai thác cái thảm cảnh của miền trung mỗi mùa bão lũ để nó kiếm tiền, nó sống bằng cái, cái cách là lấy tiền của người khác và chuyện này vẫn chưa dứt, nó vẫn tiếp diễn và vẫn có những người cho tiền, vẫn có những người cho tiền, có người suy nghĩ ôi tôi cho tiền mua đất, mua đất cho gia đình thôi, cái suy nghĩ họ đơn giản như vậy thôi, cho nên đám này nó lợi dụng cái suy nghĩ đó mà nó tiếp tục trục lại nó tiếp tục gây quỷ nó tiếp tục dở những cái trò khi có người chết và rồi thì quý vị vẫn có người đóng tiền vào vẫn có người cho tiền đây chính là những cái mà tôi nói quý vị quý vị đã trở thành những con thiêu thân cho tụi nó khai thác tiền bạc trong khi đồng tiền đó quý vị kiếm không phải dễ đi dũa từng cái neo đi quét rác đi hốt phân rồi đi dọn rác sum rồi á cực khổ ở trong hãng chứ đâu phải là đồng tiền nó có bị đi ăn cướp của người khác đâu mà cho một cách quá dễ dàng và đám này nó lợi dụng cái lòng bao dung của người khác nó lợi dụng cái sự rộng lượng của những người như quý vị để nó trục lợi và nó nhân danh nào là nghệ sĩ nó nhân danh nào là những điều tốt đẹp giúp cho người này giúp cho người kia người tị nạn rồi đồng bào bảo lục miền trung hay là xây chùa xây miễu quý vị nó vẫn diễn ra nó vẫn diễn ra hàng ngày mà vẫn có người đút tiền cho thì điều đó tôi chịu thôi tại vì tiền của người ta mình không nói được người ta muốn cho cho người ta muốn cho thôi chuyện của người ta nhưng cái đám vô lương tâm này nó đang trục lợi trên điều đó hy vọng một ngày nào đó người việt ở hải ngoại người việt ở trong nước tỉnh hơn bình tĩnh hơn với những cái trò này những cái trò ma bùng này nó sẽ chết nếu không có đám đông của quý vị. Nếu không có tiền bạc của quý vị, tôi nó không làm gì được hết. Nhưng vì quý vị vẫn thích cái đám đông đó, quý vị vẫn đóng góp cho cái đám đông đó, quý vị vẫn cho tiền cho bạc thì nó vẫn còn sống. Và nó làm những cái chuyện còn bỉ ổi và vô đạo đức nữa. Làm còn nhiều hơn nữa. Nếu quý vị còn tiếp tục bơm máu cho nó Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của tôi liên quan tới cái việc mà khai thác xác chết hay là buôn bán trên xác người chết, buôn quan tài của những kẻ sống bằng ngày này. Và tôi cho những kẻ này thấy được cái hậu quả của những kẻ gọi là buôn xác chết và buôn quan tài nó như thế nào. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.